một cái công cụ để rửa mặt thông minh, mà một đặc biệt như thế này chỉ cần một dụng cụ nhưng mà có hai tác dụng. Thường thì khi mình nói là rửa mặt thì chỉ đơn giản là rửa mặt thôi, nhưng mà cái này là cái công dụng thứ hai, đó là trị liệu. Hôm nay mình có cô Vân, có Ái Hoa, có Diệp Vân và chị Muối, thì mình có cô Vân đây. Cô Vân là một người đặc biệt, chia sẻ rất nhiều về về cái cách mà chăm sóc da mặt và tất cả những dụng cụ về đây như là chăm sóc sắc đẹp của Vân ấy. Dạ, chào cô Vân. Là chị Món chào mấy chị, chào chị Muối, chào chị Ái Hoa, chào chị. Chào cô Vân. Thì cô Vân đã sử dụng qua cái này rồi, thì cô Vân xin cô Vân chia sẻ một vài điều trước cho cô Vân trước khi mình bắt đầu. Dạ. Thật ra đó là da của cô Vân thì cũng xài khá nhiều sản phẩm, thì mình cũng cũng không có để ý lắm đó chị, nhưng mà Vân đã xài được một tháng rồi, thì tự nhiên tháng này về sự kiện đi về công ty thì gặp rất là nhiều bạn, thì Vân và hết hồn nói là trời Vân đâu em có xài cái gì khác hay không, thì Vân nói là đâu có gì khác ngoài cái lông spa đâu. Thì lúc đó mình mới để ý là nó wow, để ý kỹ hơn chút xíu nữa là thấy cái da của mình nó hồi phục rất là nhiều luôn, và đặc biệt là nó sáng ra. Cái da của em là nó lúc nào cũng tối, cũng năm hết, mà không biết tại sao bây giờ nó rất là sáng và rất là trắng, và nó giúp cho khép cái lỗ chân lông lại. Cái da của mình nó săn chắc lắm chị, nó làm cho nó mịn mà nó cảm giác chân lông tuyệt vời, cho nên em gọi nó là chiếc máy thần kỳ đó. Cảm ơn cô Vân. Thì chiếc máy thần kỳ của mình ở đây, một cái máy rửa mặt rất là thông minh, thì không những vấn đề mà tập là lời về vấn đề trị liệu, nhưng mà cái cách xài rất là đơn giản. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cái step đầu tiên, thì mình sẽ làm chị có thể chia sẻ cho mấy chị hiểu về bảy công dụng của cái máy không? Dạ. Thì trước khi mình chỉ mọi người cái cách sử dụng, thì nhờ một cái dụng cụ mà có hai tác dụng, đó là một là rửa sạch, hai là trị liệu, thì đem lại bảy cái lợi ích. Thì thứ nhất là làm cho cái da mặt lấy cái đi rất là sâu vào lỗ chân lông, cho nên lấy cái mồ hôi ra rất là sâu vào lỗ chân lông mình. Rồi cái thứ hai nữa đó, thì lấy những cái chất bẩn bụi bặm, mà đặc biệt là khi mà mình sẽ sử dụng mà make up thì lấy ra rất là sạch. Rồi khi mà làm ra như vậy thì cái da mặt của mình rất là sạch. Rồi khi mình làm xong mình thấy rất là mịn và rất là mềm. Và sau đó thì cái da mặt cái thứ 6 mình rất là da mặt rất sáng. Và cái thứ 7 là quan trọng hơn là cái da mình sẽ rất là săn. Thì tại sao thì theo như mà mình trước khi mà mình sử dụng cái máy này thì mình cũng tìm hiểu nhiều lắm, thì nó không đơn giản như là cái máy bình thường. Thì như là các chị đã thấy ha, thì đây cái đầu này nó có khác nhau với cái loại trước đây mình có xài hay không. Mình biết là trong đây có một số chị em mình ở đây có sử dụng cái máy rửa mặt này, thì Ái Hoa đã sử dụng cái này trước đây, nên không Ái Hoa. Ok, thì nó khác với cái máy bây giờ gì, đây là máy hồi xưa nè, máy ở trong mấy gì nó bán á. Thì cái máy này á, là cái đầu của nó là bằng chổi chứ không phải bằng silicon giống cái đầu kia chạy nó rất là êm. Thì cái đầu này nó bằng chổi cho nên khi nào nó chạy đến cái mặt mình nó cũng sập, nhưng mà nó sẽ làm xước cái da mặt mình nếu mà mình dùng nhiều, cho nên cái máy này em mua nhưng mà không có dùng nhiều gì. Rồi cảm ơn Thái Hoa. Thì that's why khi mà mình đầu tiên mình nhìn thấy cái máy thì mình rất là ngạc nhiên, bởi vì nó khác hẳn cái loại máy ở ngoài thường. Thì thế nó mới mang lại một cái hiệu quả khác và có cái lợi ích ngay tức thì sau khi mình sử dụng lần đầu tiên, và đặc biệt thì cái máy mình sử dụng được hai lần trong một ngày, thì thay vì mình rửa mặt bằng tay hoặc là bằng cái máy tại bằng cái chậu ngoài thị trường, thì mình sẽ sử dụng bằng cái máy này và chỉ trong vòng có 2 phút mà thôi. Cô Vân nghĩ mình có bắt đầu sử dụng cho mọi người ha, cô Vân ha, hay là cô Vân có một ý kiến nào trước khi mình sử dụng? Dạ không chị, nó thật ra là chị em phụ nữ của mình ai cũng muốn đẹp hết, nhưng mà nhiều lúc mình tốn tiền nhưng mà mình vẫn không có kết quả. Giống như chị Hoa nói đó, cái brush nó nhọn, nó là mấy cái chổi đó, nó làm xước cái mặt của mình, nó làm hay luôn. Thì đợt này em về công ty em học được rất là nhiều,
cái da, cơ dưới lòng da đó. Mà đó là thứ nhất, cái gì nữa đó là gì rửa không có sạch, vi khuẩn nó sẽ đóng trong đó đó. Còn cái của mình á, rửa rất là sạch luôn, ra hết. Và mỗi tháng mình đều thay cái đầu hết, mình không có xài hoài, công ty sẽ gửi cho mình cái đầu mới cộng với cái gel. Cho nên là mình rất là an toàn. Và cái da của mình á là được nghiên cứu bởi các nhà khoa học da làm ra cái máy này, là họ thứ nhất là họ cho mình quyền lợi cho da, giúp cho làn da nó tái tạo vừa trẻ vừa khỏe vừa đẹp nè. Cái gì nữa đó là rất là an toàn đó chị, an toàn cực kỳ luôn, không có bị vi khuẩn, không có bị những cái mà như là phản ứng tác dụng phụ khác đó. Rồi bây giờ mời chị đi, giờ mình cùng làm. Thì do giống như mình nói á, thì ngày hôm qua mình mới đọc cái câu hỏi ở trên trên chỗ của công ty á, khi đang mà information của công ty á, thì cũng có nói về cái vấn đề mà họ có cái video mà cho đánh về hai cái máy. Khi mà họ làm cái gel lì đó, họ đánh á, thì cái máy này nè là cái máy chổi thì nó sẽ rách cái gel lì đi. Còn cái máy kia đánh thì nó không bị rách, nó rất là trơn mà không bị rách. Cái gel lì là rất là mềm cái gì, nhưng mà nó không có bị rách. Còn cái này nó bị rách là bị trước ra. Đúng rồi anh, bởi vì cái này là bản chất silicon. Mình đặc biệt làm được cái đất silicon để bảo vệ cái làn da tốt hơn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Thì trong lúc mình vừa làm thì mấy chị có những cái câu hỏi nào thì cứ cho mình biết, mình cùng chia sẻ với nhau. Thì mình muốn hai chị cho mọi người cái cách xài thì nó là đơn giản, thì mình sẽ xem nó đơn giản như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ làm ướt cái da mặt của mình ha. Là ok, thì mình sẽ sử dụng bằng cái gel. Cái này gọi là treatment. Dạ, cái này gọi là treatment cleanser. Thường thì mình cứ nghĩ là khi mà mình xài thì mình cũng xài bằng cleanser thôi, nhưng mà ở đây là cái loại mà rửa mặt trị liệu. Và cái loại rửa mặt trị liệu này nó sẽ đi kèm chung với cái loại này. Bởi vì có người hỏi mình là chị ơi, mình xài cái máy này thì mình có xài được cái loại rửa mặt khác hay không? Thì cô Vân ơi, cho mình xin ý kiến. Nó là rửa mặt khác hay không hả? Dạ. Cái này nó làm everything in here, tất cả cái gì đều nằm trong này hết rồi. Nếu như mà mình muốn nữa thì mình chỉ có rửa mặt sơ xài bằng những cái sản phẩm khác trước khi mình làm cái này thôi. Và sau đó thì mình sẽ dùng cái này để cái này nó công dụng, nó giúp cho tiết kiệm ra, cho nên cũng không có em bản thân của em gì, em rửa sơ xong rồi giống như rửa sơ bằng cleansing thôi, tại vì cái sản phẩm cleansing thôi nó giúp cho chống lão quá. Cho nên em hay rửa sơ thịt bông xong rồi em rửa thế này. Cảm ơn cô Vân thật là nhiều. Cho nên bây giờ mình sẽ kết hợp cùng nhau. Dạ, hello chị Muối, chị cứ hỏi đi chị. Cho em hỏi coi, ví dụ da mặt mà người ta bị mụn nhiều đó, mình có sử dụng cái máy này được không? Dạ, câu hỏi rất là hay. Lần này em nghe cũng biết á, thì em nghe được hai chị là chị con chị tham gia hết. Là nó bị mụn rất là nhiều ở trán, ở hai bên đây. Thì nó xài trong vòng chỉ có một tháng thôi thì nó không còn mụn nữa, mặt nó láng hết luôn, rất là đẹp luôn. Rất là an toàn cho mấy đứa nhỏ, mấy đứa con của mình tuổi vị thanh niên đó, là bắt đầu là bị mụn, bị dầu, bị bắt đầu bị dày da rồi đó. Thì sắp tới công ty sẽ cho những cái gel này ha, chuyên cho da mụn. Da mụn nè, da dầu nè, nói chung là da sensitive hay bất cứ các loại da đều có cái gel thích hợp cho cái da đó. Cảm ơn cô Vân. Thì sẵn cái câu hỏi của chị Muối thì cho mình bổ sung nhé. Thì nếu mà ai đã coi được cái video clip của mình sáng nay thì thấy mình là có sử dụng trên cái mặt của cái cô đó. Cô đó thì cái da mặt mụn mà rất là sensitive, rất là nhạy cảm, coi như là người mắc gì cổ xài bất cứ một cái loại nào đều có phản ứng hết. Coi như là tới tận bây giờ cổ chỉ xài được cái loại của bác sĩ cho để rửa mặt thôi, ngoài ra là chưa có một cái loại sản phẩm nào mà cổ xài được hết. Bởi vì sau khi mà cổ xài những sản phẩm khác thì nó bị nổi đỏ, bị ửng đỏ, bị ngứa và bị nhũn hay lập tức liền. Thì hôm sáng này đó là lần thứ hai mình sử dụng cho cô ta, bởi vì mình muốn chứng minh rằng là những người mà bị mụn như vậy khi xài xong thì có phản ứng gì hay không, và da đặc biệt là da nhạy. Thì cái kết quả cho thấy thì hoàn toàn không có gì hết, mà cái da mặt của cổ nó sáng đều ra và rất rất là sạch. Bởi vì khi mà cái da cổ bị mụn thì có nghĩa là cái da mặt cổ bị mụn.
Khi mà làm ra như vậy thì suốt cả ngày mình quan sát thì cái da mặt của cổ sáng, thật là sáng mà sạch, thì mình hỏi cổ của nó cái cảm giác rất rất là dễ chịu. Thì coi như là theo như mình thấy đó, thì là hoàn toàn rất rất là an toàn cho những người mà bị mụn, mà đặc biệt là mụn rất là nhiều mà da rất là nhạy cảm. Thì khi mà mình vừa nói chuyện xong, 2 phút đồng hồ trôi qua rất là nhanh, mình không biết mình nói được bao nhiêu từ, mà bây giờ thì đã xong hết 2 phút rồi. Thì cả nhà quan sát đây, thì hôm nay là mặt mình có foundation nhé, thì những cái dưa mình thấy nó nằm trên đây, nếu mà mình nhìn rõ mà mình sẽ thấy nó ra những cái dưa. Giống như mấy chị thấy đó, là cái cách làm rất là đơn giản, mình chỉ cần thịt cho cái mặt mình nó ẩm chút xíu, rồi mình chấm 2 bên má, rồi chấm cái mũi, cái cào trên này, mỗi chỗ 1 chấm thôi, và thịt lại 1 lần nữa cho cái da nó ướt, mình cứ chạy thôi, 45 độ mà đi lên đó. Cho mình xin hỏi, giống như là da thằng con mình nó dầu nhiều, mà từ trước đến giờ xài cái gì con không được, nó chỉ thứ xài được là cái body butter, còn xài những thứ khác nó sẽ nổi ngứa. Biết có thể xài được cái máy này không chị mấy chị? Nếu mà ngứa đó thì có thể là cái da bị sensitive với chị. Thì trong đây nó có cho loại da sensitive hoặc là loại da dầu, mình có thể thử, nhưng mà em chưa có nghe ai nói là không được hết. Thì nó có nhiều loại dầu thích hợp cho từng cái làn da, nhưng còn mình là cái gì thì mình sẽ có thể dùng cái làn da cái dầu đó. Mình có thể chia sẻ sâu hơn là ai có thể dùng được cái máy này không? Trước khi em trả lời câu này chưa mặt ghê không, mình có xíu foundation trên mặt thôi đó mà nó hút ra hết vậy. Ai cũng có thể xài được hết chị, rất là an toàn. Giống như em thì em cứ nghĩ là công ty của mình là phải là 18 tuổi trở lên mới xài được, nhưng mà không ngờ đó là về công ty lần này đó là nghe rất là nhiều anh chị đó có con mà tuổi lưỡng chín á, họ dành luôn, như là nó dành luôn cái máy luôn, nó không cho cha mẹ nó xài nữa, nên nó xài xong rồi nó thấy quá sạch, nó cảm giác rất là sạch mà mịn nữa, rồi nó cảm giác là cái mụn của nó không có còn nữa đó, cái nó dành luôn cái máy luôn. Cho nên là em thấy là teenager cũng có thể xài, những người lớn tuổi giống như bị lão quá rồi cũng có thể xài, và da mà bị tắc bớt á thì càng có thể xài, nó là tại vì nó làm da nó sáng ra. Thì câu trả lời là tất cả mọi người da loại nào cũng có thể xài hết và rất là an toàn, không có tác dụng phụ gì hết. Cảm ơn cô Vân. Thì mình đã vừa mà mình vừa rửa mặt xong ha, thì thấy như thế này rất rất là sạch, bởi vì đi rất là sâu cho nên đi vào sát cái lỗ chân lông, rất là sâu cái lỗ chân lông của mình, cho nên lấy hết được cái mồ hôi, cái chất bẩn. Đặc biệt là phụ nữ mình xài foundation thì lấy ra rất là sạch, cũng như thấy là nó nằm đây đây. Thì cái này một chút mình sẽ rửa bằng xà bông nước ấm thôi, rất là đơn giản, rồi mình gắn trở lại. Ok, thì cái da mình đang rất là mịn mà nó mềm, mà mình thấy là cái da mình sáng ra rồi, cái mình thấy nó sẽ rất là xanh, bởi vì chỉ cần một dụng cụ có 2 tác động, đó là rửa sạch và trị liệu, thì mang lại cho chúng ta 7 cái lợi ích. Đó là một điều rất là tuyệt vời cho phụ nữ của mình, đặc biệt là cho tất cả mọi người. Nếu mà mình quan tâm tới sắc đẹp mà mình ngại là mất cái thời gian để mà làm, rồi không có hiệu quả và lại không có gì để làm, thì đây chỉ có 2 phút đồng hồ thêm một cái gel. Thì đặc biệt cái này là mình có thể sử dụng trong mắt luôn. Cái thú của mình là trong một tấm mà mình vừa rửa mặt rồi, thì cái này là qua rồi mất, nó không có bị vỡ nước cho lên, mình cứ xài thoải mái trong đó. Nhiều khi á 2 phút đồng hồ chưa đã, mất thêm 2 phút nữa, bởi vì cái cảm giác rất là nhẹ nhàng và thoải mái nữa. Nó không đơn giản như những cái loại khác, bởi vì ở đây nó xoay trong vòng chiều, thì nó mang lại cái cảm
con ai có câu hỏi gì? Hồi sáng em đã được trải nghiệm cái máy của chị Chính đó, thì em thấy là trong cái máy khi mà nó chạy nó đảo chiều, một vòng bên ngoài nó đảo chiều này và trong bên trong nó đảo chiều này, cho nên nó làm cho cái da mình nó giống mình nó đang mắc ho đó, cái da mặt mình nó làm cái da mặt mình nó kêu nó ướt mà nó không có nó cho máu nó lưu thông. Và với cái này nó khác hơn với chị, cái này là giống cái bàn gỗ á, mà chị đánh nó đánh giống kiểu mình đang còn thấy gì đó, đang còn già cái gì vậy đó, cho nên nó không có cái gì bằng cái lông gỗ mình, nó sẽ làm cái da mình cũng được cái lông này, cái đó rửa da nó sẽ giống như cái bàn chải nó răng thì nó sẽ dính nó phải trong những cái lông này, mà cái kia thì nó bằng cái con nó rất là sạch sẽ thì mình cũng có dạ dạ mình muốn cho đến hai máy giờ chị biết là cái sự khác biệt rất là khác biệt giữa cái máy này và cái máy kia. Khi mà mình lên mấy cái clip này thì dạo gần đây cái câu hỏi mọi người đặt ra rất vô lên, là họ nói như thế này, khi mà nó quá nó hiệu quả như thế này thì họ sẽ hỏi mình câu hỏi này, chị ơi nếu mà thật sự nó hiệu quả như thế thì em nghĩ rằng cái máy này không rẻ, thì cô Vân giải thích như thế nào về cái này? Thật ra nếu mà tính ra đó, mình nói gì giùm mình luôn, cả đó đồng 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 25 cent một ngày thôi. Em nghe cái này muốn giùm mình luôn, đợt này em về công ty em mới biết được là cái giá cũng treo tuyệt vời, cho nên là ai cũng có thể xài được, không lẽ mình không bỏ ra được đồng 25 cent 20 cent để cái xe da mặt của mình, phải không? Và cái câu nữa rất là tâm đắc là nếu bạn xài liên tục 12 tuần da của bạn giống như da bé vậy. Tuyệt vời không? Thì ai không? Nói chị, khi mình giờ da em bé mình cảm giác rất là giống nữ, rất là cắn luôn. Tại vì cái da của nó rất là mịn, rất là mềm, rất là phải nói không biết sao diễn tả. Và ai cũng ao ước được như cái da của em bé đúng không? Thì cái máy thần kỳ này nó có thể giúp cho mình xài liên tục trong vòng 12 tuần cái da của mình như da bé vậy. Mà đầu tư có 1 đồng. Nghĩ khác chứ không phải đồng 25 đẹp một ngày thôi. Cảm ơn cô Vân. Người nói là đơn giản là rửa mặt thôi mà, nhưng mà rửa mặt nó đồng ăn đồng ý chị. Nhưng mà cái tay mình nó rửa, cái tay mình nó sẽ không có sát được những cái chỗ mà cái khe của đường mũi mắt của mình, tại vì nó chỉ nằm phía trên cái gò má hoặc là trên cái trán này thì nó sẽ đi qua, sẽ lọt vào những cái chỗ này. Cho nên khi mà mình đi cái máy nó rất là chi tiết ở chỗ là mình có thể đi sát vào đây và mình đi đều giống mình đang còn sát cái mặt mình đó, thì nó sẽ lấy được hết, là nó sạch hết những mùi vào quanh cái lỗ mũi, quanh mắt. Tại sao mình hay bị mùi cá ở quanh mũi, bị dầu ở quanh mũi, thì cái chỗ đó, cái chỗ bây giờ cái máy nó sẽ lấy sạch ra cho mình, cho nên mình sẽ không bị mùi. Đây là cái tay của mình cũng đâu có thể nào để xuống lòng mặt của mình đâu chị, đúng không? Cái máy để giúp hút dưới lỗ chân lông của mình, dưới lòng mặt của mình, dưới lỗ chân lông của mình nó hút ra vậy. Tuyệt vời cái đó. Cái mà em rất là tâm đắc là cảm nhận được liền ngay tức khắc liền. Mấy chị thử xài nửa cái mặt nhanh, hoặc là xài một cái bàn tay thôi. Anh thấy nhiều người rồi. Anh thấy có một cái tấm hình của cô Hoa Hồng Giang Hà Trần làm demo cho một chị chủ thương heo đó. Nửa cái mặt thôi, hết hẳn luôn, hết mà mình hết hồn luôn. Mình nói trời, cái này chị đang làm cái facial spa, chị đang làm cái lông spa gì? Nó là lông lên spa đó. Nhưng mà có nhiều người hỏi là cái máy này có thể thay thế được cái máy lên facial spa không, thì cái này không, cái này chỉ là cái máy rửa mặt. Cho nên nếu mà mình muốn lân lơ mình vẫn phải dùng máy lên facial spa. Đúng không? Khi mà mình rửa mặt đó, cái máy này nó đánh nó sạch sẽ, làm cái da mình nó sạch thì nó rốt lại thì nó tăng lên, mình thấy là da đánh cái máy này nó tăng da mặt. Nhưng mà thực ra nó giúp da mình nó sạch, nhưng mà mình vẫn cần cái máy facial spa để mình nâng lên da mình nó tăng chắc. Yeah, cảm ơn chị, em đã chia sẻ cái này. Nhưng mà cái quan trọng hiện giờ đây, nếu mà mình muốn sở hữu cái máy này thì làm sao mình có được? cái câu hỏi mà nhiều người hỏi mình, bởi vì nó chưa tung ra thị trường cho nên nó có giới hạn. Nhưng mình đây khi mà có cái máy này là phải căn cứ bao nhiêu mới được có, thì trong cả nhóm mình mới được có một cái này mà thôi. Thì làm cách nào để mình sở hữu được cái máy này đây cô Vân? Cô Vân có thể là bật mí chia sẻ cho mọi người cùng biết. Thật ra nó không phải một mình chị đâu, hầu như ai cũng đang chờ đợi cái máy này để được sở hữu hết. Và tháng 1
6 này, ly 6 này. À, còn có đây cầm bữa nay thứ tư còn có 2 ngày nữa thôi đó. Một ngày à. Ok, có một ngày ngày mai nữa thôi đó. Là ngày thứ 6 đó là mình sẽ được mua và mỗi chị em của mình sẽ được mua có 5 khúc thôi. Mình sẽ phải có khúc mình mới mua được. Và rất là giới hạn. À, 5 cái khúc này chưa chắc gì mấy chị chậm tay là có. Cho nên là nếu ai muốn sở hữu cái máy thông minh này, cái máy phải nói là Vân nói là cái kỳ diệu, cực kỳ tốt này, thì mình inbox, mấy chị inbox nhắn cho 5 chị em này, cắt luôn là tại vì Vân biết là không có hàng cho mấy người chậm tay đâu. Cho nên là còn phải take action gấp ha. Trong gia đình mình cũng đã có người xí rồi. Bữa nay em đi công ty về là em đã có 3-4 người đã nhắn tin rồi. Dạ. Thì đây là một cái bí mật, cũng là bí quyết chia sẻ với gia đình, đặc biệt là gia đình Facebook, những người mà được nghe được biết. Tuyệt vời, một cái cho Muối chia sẻ chút xíu ha. Hành tuần 2-3 hôm trước mình được trải nghiệm đó, thì mình cũng trải nghiệm cho một người khách thử, thì cô ta bị cái dòng mắt thâm đen rất là nhiều, thì mình sau khi mình cho cô ta thử xong đó, thì cái dòng mắt của cổ đó, cái chỗ thâm đen đó, nó lợt đi nữa, thành ra cổ rất là mến, rất là thích, cổ cũng nhờ mình order dùm cổ một cái đó. Cổ thấy nó giúp cái thâm đen của cổ sáng lại đó, nó bớt đi đó. Thật ra đó, nó không phải sáng cái thâm đen mà nó sáng luôn cả cái mặt mình. Thì đúng rồi, nhưng mà em đang nói là cổ thấy được cái chỗ dòng mắt cổ bị đen đó, nó sáng, nó khác hẳn luôn. Thành ra cổ nói cái này tuyệt vời quá. Nó không những là làm cho cái da mặt rất là sạch sẽ, cổ nói chưa có làm xong là cổ cảm giác rồi, cổ cứ nói I feel it. Cảm ơn chị, cho nên là mình phải take action. Bởi vì nếu mà mình càng sở hữu, càng sớm thì mình sẽ càng có cái da mặt tốt hơn. Tại vì cái sắc đẹp không chờ đợi cái tuổi già cũng không có chờ đợi mình, cho nên mình không thể nào đợi đến 2018. Thì mình nên inbox tất cả chị em lên, mình chỉ có một số rất giới hạn, mình chỉ sẽ ưu tiên cho những người inbox cho mình trước để mình sẽ giành quyền ưu tiên đó. Và như thế này, nhưng mà còn một câu hỏi này nữa, tốt lần là hỏi mình, chị ơi bây giờ em không có tiền, bây giờ em muốn xài cái này thì chị có cách nào hướng dẫn em được hay không? Thì cô Vân, cô Vân là chuyên viên cố vấn vấn đề này, mời cô Vân. Rất là sai là chị, câu hỏi rất là hay, rất là sai là tại sao không? Tại vì em nghe là tất cả mọi người ai cũng có thể xài cái này hết, 10 tuổi trở lên, 12 tuổi trở lên. Rất là sai lệch. Giờ thử tưởng tượng nè, ai cũng muốn cho mình có làn da đẹp và làn da sáng và ngăn chặn được lão hóa và càng ngày càng trẻ hơn. Thì bây giờ nếu như các bạn mà không nó chơi vậy xíu đó, là nếu như mà ai mà cũng có nhu cầu đó, thì chắc chắn là mình có tiền, cho nên Vân để trong Facebook Vân là Vân đang cần get ready, rất là chuẩn bị cho một số anh chị em cộng tác viên khắp mọi nơi trên thế giới để mua sản phẩm này ra. Tại vì công ty mình đã 54 nước trên thế giới rồi, thì là 54 nước này sẽ có mặt cái máy thông minh này khắp nơi trên thế giới hết, và một mình không đủ sức. Cho nên để trở lại cái câu hỏi đó, là nếu như mà ai không có tiền có thể xài được không? Yes, mấy chị cũng có thể xài được, tại vì tụi Vân đang cần nhiều nhà cộng tác viên để buôn sản phẩm này ra từ trên cái điện thoại đó, mấy chị cũng có thể make money. Và nếu như mà mấy chị make money, mấy chị bán được 4 cái, mấy chị xuyên cái, thì mấy chị nghĩ như thế nào? Tuyệt vời. Không? Yes. Nó bốn cái được free cái hoặc bốn cái được mình sẽ có quê hồng và mình sẽ có tiền commission của công ty, và mình có rất là nhiều benefit mấy chị. Thì lúc mình có tiền rồi thì chắc chắn mình sẽ tạo được cái máy này rất là dễ dàng. Dạ. Vừa kiếm tiền phải không? Cho em hỏi một câu cho cô Vân. Mỗi ngày mình cũng chơi Facebook mà. Giống như đợt rồi Vân về công ty, Vân nghe một cái chị này khá là lớn tuổi ha. Chị nói là có một người nói chỉ là chị mỗi ngày chị lên Facebook bao nhiêu tiếng, chị nói là lên một khoảng 1-2 tiếng. Thì chị người ta nói là ôi nếu như vậy thì nếu em có cách mà có thể giúp chị vừa lên Facebook chơi vừa kiếm ra tiền, chị nghĩ như thế nào? Chị nói là sao? Nên chị tin không?
không phải máy này nha, một cái kem trắng răng thôi. Trong vòng 4 tháng hoặc 3 hoặc 4 tháng thì chỉ mua được hai cái vé đi du lịch miễn phí cho hai vợ chồng đi Iceland á chị. Wow. Phải rẻ nha, vé rất là đắt nha. Mình không đón chừng chừng đó là cỡ khoảng 1.500 hai vé không ít đâu. Trong vòng có 6 tuần 2 tháng gì đó. Cho nên là mấy chị mình có cái cách để giúp mấy chị làm sao để vừa chơi Facebook vừa kiếm tiền bằng cái máy thông minh này. Và mọi người sống khẩm lắm, tuyệt vời lắm. À, trong muốn hỏi câu hỏi cô Vân đó là gì? Mình muốn chơi play lên Facebook với cái sản phẩm nào thì mình có những sản phẩm đó. Thì trước mắt cái máy Lâm Nhi Spa này sẽ ra ở trên thị trường nào vậy cô? Bây giờ thì ngày thứ 8 thì mình sẽ mua được là thị trường Bắc Mỹ, có nghĩa là gần nước Mỹ và nước Canada chị. Ok, thank you chị. Mình hỏi chị nhưng mà mấy chị nào mà ở các thị trường khác thì có thể nhắn tin và được Vân sẽ cho mấy chị đi thông tin của thị trường đó. Việt Nam, người ở Việt Nam có thể mua được không cô Vân? Dạ được chị. Dạ được, mà chưa có được. Là file này này là ok hả hay là sao con? Dạ, chỉ được thị trường Bắc Mỹ thôi chị. Ok. Bắc Mỹ sẽ bắt đầu ngày thứ 6 chỉ lúc 12 giờ Đông Bắc Hoa Kỳ. Cho nên bởi vì em rất là chặt chẽ để em order, nếu không em sẽ bị sợ. Bởi vì không thể, mình không thể chờ được, mình chờ đã quá lâu rồi. Mà mình, bao nhiêu người mình chỉ sở hữu được con này thôi thì bắt buộc lần này là mỗi người mình phải có một cái máy này vừa sử dụng cho bản thân mình, cho gia đình và chia sẻ với mọi người. Bởi vì đây cũng là một cái phương tiện chăm sóc mình và cũng là một cái phương tiện để mình kinh doanh nếu mà mình muốn. Yes. Thì em hôm em trải nghiệm qua một lần em cũng thấy rất là tuyệt vời. Cái lỗ chân lông của mình khác hẳn với khác nữa. Vì em cũng không chờ, thì là mong, rất là mong đợi nó nhanh ra. Yes. Còn một câu hỏi em muốn hỏi nữa cô Vân. Có người hỏi nói là khoảng chừng bao lâu đó cái order mình mới tới ta? Ví dụ mình order file đây này. Ok. Rồi, thank you con. Bắt đầu ngày thứ 6 thì mình hy vọng là ngày thứ 3, thứ 4 thì theo cái số lượng mình có order gì. Thật ra thì khi mà số lượng order quá nhiều á thì nó hơi chậm một chút. Nhưng mà thường thì cũng không quá lâu lắm đâu, họ đã có chuẩn bị một số lượng rồi, bởi vì ban cốt đó là ban cái order mà người ta đã chuẩn bị số đó rồi thì không sẽ không qua được cái số đâu, là bởi vì họ chuẩn bị bao nhiêu cái order đó mà thôi. Thì đặc biệt cho chị em đúng mình một người được 5 cái cốt thì đặc biệt mình chỉ được 5 cái order mà thôi, nhưng mà mình chỉ được order trong ngày thứ 6, mà nếu mình chậm trễ thì mình sẽ không được order nữa. Đinh đó là từ cô Vân nói là từ 2 đến 6 ngày thì mình mấy lần thì mình biết thì mình sẽ được quá đông thì mình chậm một chút, nhưng mà không sao, mình chờ đợi bao nhiêu tháng thì không sao, thì mình chờ thêm vài ngày nữa cũng mình ráng chịu đựng. Còn hơn là mình sẽ đợi tới 2018 thì chắc là mình không chờ đợi được nữa. Thì bây giờ còn ai có câu hỏi nào nữa hay không? Nếu như mình không có câu hỏi nữa thì mình sẽ dành cho cái chương trình lần sau. Nhưng mà mình xin nhắc lại là nếu các chị em nào quan tâm thì inbox cho các chị trong này đây, có Vương Lân, có chị Thấm, có chị Muốn, có Ái Hoa và có Trinh, thì inbox cho mình sẽ ưu tiên trước cho những người đặt trước. First come first serve. Thank you mấy anh chị trên Facebook theo dõi cái chương trình này. Good night.